10 cũng biết là hiện nay là ở bên nước Mỹ đã xảy ra cái tình trạng là kỳ thị người gốc Á, đúng không? Kỳ thị người gốc Á nó đang ngày càng nó tăng cao, và nó cái tần suất nó rất là lớn. Nhưng mà thưa quan có theo dõi một số tin tức thì thưa quan thấy mọi đây một cái vấn đề nó rất là, mình cảm thấy mình không có nói sao ta, tức là mình cảm thấy mình nó kỳ cục lắm. Kỳ cục ở điểm nào? Kỳ cục ở những thành phần gọi là lợi dụng cái hình ảnh cờ vàng á, là chống cộng cực đoan á, đúng không ạ? Thì họ luôn rêu rao họ đấu tranh cho người dân trong nước thế này thế nọ đủ các kiểu các cái, thì cái chuyện đó chúng ta không cần phải nói tới nữa, đúng không ạ? Và đặc biệt nữa, dạ em xin chào Nam Bình Tâm và anh Tâm Quang Mai. Là thời gian vừa qua đó, mọi người đấy họ lợi dụng vào cái tình hình của Myanmar, họ kích động, họ tuyên truyền, họ rêu rao và kích động người dân là nên xuống đường thế này thế nọ để đấu tranh cho cái dân chủ. Thì cái chuyện đó dân chủ đó thì thầy quan xin tạm thời bỏ qua một bên. Nhưng mà ở đây vấn đề thầy quan muốn đưa ra cho mọi người á, mọi người nhìn đi, họ thì luôn như thế, và hiện tại ở nước Mỹ như thế nào khi cái tình trạng mà nó kỳ thị chủng tộc á, kỳ thị người gốc Á nó ra sao, thì thầy quan tin rằng mọi người cũng đã biết nhiều, đúng không ạ? Và cái vấn đề là thì chính bản thân những cái người đó, những cái hội đoàn đó, những cái tổ chức đó, họ không hề có một tiếng nói gì cả để cất lên gọi là đấu tranh với đất nước sở tại, và là có những cái động thái như thế nào để can thiệp, để hạn chế vào cái chuyện kỳ thị chủng tộc. Họ dùng những lời lẽ, họ bao biện, nói theo một cách nào đó, cái cách họ truyền đạt, họ muốn ít nhất ha, ít nhất đối với thực quan, ít nhất là họ muốn giảm nhẹ về cái mức độ, về cái sự nhìn nhận của người dân về cái mức độ kỳ thị chủng tộc người gốc Á ở ngoài. Và sâu xa hơn theo thực quan nghĩ là họ muốn xóa bỏ khái niệm. Xóa bỏ khái niệm ở đây là đâu? Tức là xóa bỏ khái niệm đối với người dân ở trong nước hoặc là cộng đồng thế giới về câu chuyện là nước Mỹ họ không có kỳ thị. Và điển hình là mọi người cũng thấy rồi. Các tổ chức báo đài như BBC, VOA, đại khái gì đó. Thì họ lên những bài báo, họ cũng đề cập về vấn đề đó. Nhưng mà theo thơ quan nhìn, họ đề cập theo cái hướng là định hướng, dẫn dắt, lèo lái người dân với cái nhìn nó muốn xóa bỏ cái điều đó đi là như thế nào. Cụ thể là những câu cái status của họ, họ bảo là bỗng dưng, đúng không? Bỗng dưng không phải bỗng bỗng dưng mà nước Mỹ xảy ra cái tình trạng gọi là kỳ thị chủng tộc. Thì mọi người hiểu như thế nào về cái từ bỗng dưng ở đây? Đúng không ạ? Đối với mọi người hiểu thế nào về cái từ bỗng dưng ở đây? Thì đối với thực quan nhìn nhận á, ý là một phần nào đó họ muốn mang vấy tội và đổ tội cho những người gốc Á tại xã hội Mỹ bằng cái câu bỗng dưng, có nghĩa là đất nước sở tại họ không có truyền thống về kỳ thị, đúng không? Chẳng qua là do những người đó a bà cờ gì đó làm có những động thái gì đó gây ra thì mới dẫn đến cái câu chuyện đó, cho nên là họ mới dùng cái thuật ngữ là bỗng dưng. Xin chào Thu Hương, chào Minh Việt Chưa. Họ dùng cái thuật ngữ là bỗng dưng, và đối với thực quan cái điều đó là rất là phi lý, và họ muốn che đậy. Cái đó là thực quan xin nói về vấn đề là những cái tổ chức lớn ha, những tổ chức lớn, những cơ quan truyền thông lớn như BBC, VOA, RFA gì đó và những tổ chức khác. Còn về cái mặt bằng cái câu chuyện mà giữa con người Việt Nam với nhau
Thì chắc mọi người cũng biết cái câu chuyện mà cái tay nhà báo tự xưng gì đó, Trần Đông Đức, đúng không ạ? Anh ta có lên biện hộ với một cái kênh truyền thông cũng gọi là tương đối lớn của người Việt, là cái kênh truyền thông của luật sư Trịnh Quốc Thiên. Và anh ta phân trần rằng cái chuyện kỳ thị chủng tộc xảy ra như vậy á, với góc nhìn của anh ta đơn thuần nó chỉ là một cái tai nạn thôi, chứ không phải đó là cái mục đích của người dân bản xứ. Và anh ta cũng lên khuyến cáo với những người Việt, người châu Á gốc Mỹ, người sorry xin lỗi mọi người nha, tức là người Mỹ gốc Việt, là không nên tham gia và ủng hộ vào cái phong trào gọi là biểu tình chào Nguyễn Đức, biểu tình cái chính phủ Mỹ về cái câu chuyện nó kỳ thị như thế. Thì mọi người cứ nghĩ đi, đúng không ạ? Có phải là theo một góc độ nào đó những người này họ muốn bào chữa cho nước Mỹ, bào chữa cho cái xã hội nước Mỹ về cái tệ nạn này, cho nên họ dùng câu từ nó nghe, thứ nhất là mình nhìn vào thì mình nghe vào mình thấy nhẹ nhàng, nhưng mà thật ra sâu xa cái ý từ của họ là muốn họ vấy tội, họ đổ tội cho người người Mỹ gốc Á bằng những cái thuật ngữ, giống như Thư Quang cũng nói rồi, bên những kênh truyền thông thì họ dùng cái thuật ngữ gọi là bỗng dưng, không phải bỗng dưng, và kể cả những người Việt đó là những gọi là nhà báo luật sư tự xưng gì đó, Trần Đông Đức á, là đơn thuần đó chỉ là một cái tai nạn, nó nhẹ nhàng lắm, đối với họ góc nhìn của họ là cái chuyện nó nhẹ nhàng lắm, nó chỉ là một cái tai nạn nhỏ thôi, thấy không? Cái chuyện kỳ thị nó chỉ là một cái tai nạn thôi, chứ không phải là một cái bản chất hay một cái truyền thống gì đó của nước Mỹ. Dạ, em xin chào anh Quang và tất cả các anh chị trên diễn đàn. Hôm nay anh Quang nói về cái vấn đề về mấy cái anh hải ngoại mà bây giờ đang rơi vào cái tình trạng mà bị người ta gọi là bị kỳ thị chủng tộc á. Thì theo em thì em có một số nhận định như sau. Em thấy là trong suốt 46 năm qua là cái cộng đồng người Việt hải ngoại với chống cộng á, em thấy thứ nhất á là họ rất là tham lam trong cái việc mà về về gọi là đòi quyền về chính trị. Tức là họ làm cả hai công việc luôn, anh thấy họ làm công việc, tức là họ vừa giành cái quyền lực của hội nhóm của họ, của chủng tộc của họ ở Mỹ, họ cũng biểu tình rầm rộ để họ gọi là thu hút cái sự chú ý của chính quyền Mỹ. Một mặt khác thì họ vẫn bơm tiền về trong nước để kích động phá hoại người dân Việt Nam. Em cảm nhận là họ rất tham lam, tức là nếu như thực sự á, mà muốn là một cái người làm chính trị ta phải tập trung vô một mảng thôi. Ví dụ như là ta chống chống trong nước thì ta chống trong nước ở ở Việt Nam thôi, còn nếu mà ta muốn cày dựng về cái sức mạnh, cái uy tín chính trị ngay tại Mỹ thì ta làm một việc thôi. Còn họ thật ra lực của họ yếu, cái khả năng của họ yếu, nhưng mà họ rất tham, em thấy họ tham, họ làm cả hai việc luôn, cả hai công luôn. Nhưng mà rất rất tiếc một chỗ là họ làm việc nào cũng đổ bể, họ làm công việc nào cũng đổ bể. Mà em cũng muốn nói ý thứ nhất ở đây á, là ở Mỹ á, thì họ suốt bao nhiêu năm thì họ cũng có cuộc bầu cử này, cuộc bầu cử A, cuộc bầu cử C gì họ cũng ra họ biểu tình này nọ. Họ biểu tình để thể hiện cái ý nguyện của họ đối với một cái ứng cử viên mà họ làm rất là rầm rộ. Đó. Và năm nay thì cái xui cho họ là họ đã tin tưởng vào ông Trump, mà họ không biết rằng á, là ông Trump lại là một người bài châu Á. Ông Trump Đúng trong rồi. tư tưởng của con người ổng là ông bài châu Á rất là nặng, nhưng mà ổng không có thổ lộ ra nhiều. Mà cái tụi hải ngoại nó lại tin vào ông Trump mới khốn khổ như vậy. Và cái phát súng mà gọi là giết chết họ ngay đầu tiên á, là cái phát súng khi mà ông Trump gọi con virus là virus China. China, Khi mà ok. ông gọi virus China thì theo em nghĩ đó là nhát dao đầu tiên mà họ bị ném. Cái nhóm cộng đồng bên đó, đó là họ bị ném là cái nhát dao đầu tiên là như vậy. Bởi vì khi mà ông Trump hướng cái mục đích chính trị hóa con virus á, thì vô tình những cái người châu Á tại Mỹ á, trở thành cái mục tiêu đầu tiên của kỳ thị chủng tộc rồi. Đúng Mục rồi. tiêu đầu tiên của kỳ thị chủng tộc là từ chỗ đó mà ra là họ bị đâm một nhát. Và cái thứ tiếp theo á, là họ hành động, nhưng mà họ hành động cực kỳ ngu xuẩn là họ tham gia chính trị Mỹ mà họ không biết đường lùi. Có nghĩa là như thế này, em nói anh à, họ tin vào ông Trump, họ theo đuổi ông Trump, nhưng mà họ lại không có biết là gọi là hướng đến gọi là tạo một lòng tin với Biden. Bởi vì họ cứ nghĩ rằng là ông Trump chắc chắn là sẽ thắng,
kỳ này họ ông nghĩ là chắc chắn ông Trump sẽ thắng, họ không bao giờ nghĩ ông Trump thua, cho nên họ không biết lấy lòng ông Biden bằng cách là khi mà họ đi biểu tình, họ xông vào trong tòa nhà quốc hội thì họ đem cả hình nộm của ông Biden, cắt cổ ông Biden, rồi hình nộm của bà phó tổng thống rồi họ treo cổ này nọ, thì có nghĩa là họ không biết tính cái đường lùi. Một cái thằng làm chính trị khôn ngoan, không ai mà làm như vậy hết, tức là người ta tính là người ta phải tính cái đường hậu về sau. Đúng nếu rồi. Như cái việc mà mình bầu cử ông Trump thắng thì ok, còn mình phải tính là cái việc lỡ như ông Trump thua thì mình sẽ sống sao trong cái nhiệm kỳ ông Biden, thì họ không tính như vậy. Em thấy vậy, cái khả năng chính trị họ quá kém, họ không nghĩ đến cái đường lùi phía sau đó. Và nhưng mà cái vấn đề đây nè Bùi Tùng, cái vấn đề đây nè, với góc nhìn của Bùi Tùng á và nhiều người á, chúng ta là nên có một cái nhìn nhận đó rất là thẳng thắn, đúng không ạ? Theo một góc nào đó, cộng đồng người Việt á ở bên đó, ở đây thưa quan xin lỗi trước nha, nhưng mà ok, cái đó là sự thật thì vẫn là sự thật, tức là cộng đồng người Việt chẳng là gì so với một cái xã hội Mỹ cả, cái đó là thực tế. Cho nên không, cái này mình không khinh miệt nha Bùi Tùng, cái này là thực tế. Cho nên vấn đề là các bạn có ủng hộ ông Biden hay ông Trump gì nữa thì nó rất là vô nghĩa, và dẫn chứng cụ thể luôn, dẫn chứng cụ thể luôn để cho Bùi Tùng với mọi người nhìn nhận nhớ ra một việc là tại cái bang Cali, đúng không ạ, thì với phong trào đó vừa rồi thì đa số mọi người là ủng hộ ông Trump, đúng không? Nhưng tại sao khi kết quả bầu cử ông Biden lại thắng tuyệt đối, bỏ xa ông Trump ở cái tiểu bang đó? Ở đây là chúng ta chỉ cần đưa cái hình ảnh là cái tiểu bang Cali ra thôi là chúng ta có một cái kết luận nhìn nhận là cái câu chuyện tại sao thư quan nói là đối với xã hội Mỹ, thể chế Mỹ, cộng đồng người Việt chẳng là gì đó. Và anh rất đồng ý với Bùi Tùng là cái câu chuyện là cái chính trị, cái nhìn nhận chính trị của họ rất là kém, là ở đây. Đó. Xin mời Bùi Tùng tiếp tục ạ. Dạ. Thì em thấy là họ ảo tưởng, em thấy là họ có cái sự ảo tưởng về về sức mạnh của họ. Ví dụ như em nói là cái dân số Mỹ là 300 triệu người đi, thì họ chỉ là không khích không mấy phần trăm của cái dân số nước Mỹ mà họ là một trong những cái nhóm người mà biểu tình nhiều nhất trong danh sách đó, là cái nhóm dân tộc cờ, cái nhóm cờ vàng là một trong những cái nhóm đi biểu tình ở Mỹ nhiều nhất. Mà anh biết là mỗi lần mà biểu tình ở Mỹ thì cái lực lượng an ninh người ta rất là bực bội. Cho dù luật ở Mỹ thì người ta quy định là khi anh biểu tình anh phải xin giấy phép, nhưng mà cái việc mà họ phải đảm bảo an ninh cho mỗi lần mà mấy cái đám người cờ vàng họ đi biểu tình sẽ làm rất mệt mỏi, cái đó là rất mệt mỏi cho cái lực lượng an ninh của nước Mỹ. Cho nên là bên trong nước Mỹ, thật ra mà nói em nói thiệt nha, là chính quyền Mỹ họ không có thiện cảm, họ không có thiện cảm với nhóm người này. Tuy nhiên là vì cái chính sách của nước Mỹ, để gọi là giống như là Mỹ dân ấy, giống như là nước Mỹ coi như là một chính xác cái đất nước, cái từ Mỹ dân là tùng, cái từ Mỹ dân là trùng tùng dùng rất là chính xác, là Mỹ dân ở đâu, tức là họ đã trên tinh thần họ là nước Mỹ là vĩ đại. Vĩ đại ở đâu? Vĩ đại mọi các kiểu luôn, từ dân chủ, nhân quyền tới kinh tế, đúng chưa? Cho nên họ gọi là ngó lơ đó, ngó lơ cho những cái cộng đồng đó, là chẳng qua là trên tinh thần là Mỹ dân, để họ bảo vệ cái khẩu hiệu họ từng kêu gạo trên thế giới là đây là một đất nước nhân chủ, nhân quyền. Anh đồng ý với Bùi Tùng ở điểm này là Mỹ dân. Ok, xin mời Bùi Tùng tiếp tục. Dạ, cho nên là họ Mỹ dân như vậy á, mà họ cứ nghĩ rằng là chính phủ Mỹ coi như là thương tình cho họ, gọi là ủng hộ họ điều này điều kia, nhưng mà thật ra chính phủ Mỹ người ta tạm gác thôi, người ta gọi là thật sự là vì cái sự nhân đạo, vì cái sự Mỹ dân đối với cái nhà nước, hay người ta cố tình là người ta không làm lơ đi thôi. Nhưng mà cái chuyện mà sau cái cuộc bầu cử 6 tháng 1 á, thì họ đã có đầy đủ bằng chứng và đầy đủ cái khả năng để gọi là đưa người Việt ở hải ngoại của mình vào cửa tử. Em nói thiệt, đó là vào chính cửa xác. Tử. Bởi vì ông Biden mà ông nhìn thấy những cái hình ảnh mà xúc phạm ổng, mà cái nhóm người này, rồi cũng chính cái nhóm người này đi xông vào trong tòa nhà quốc hội, làm mình làm mẩy ở trong trỏng, mà thậm chí là có thể gây sát thương cho các cái nghị viên của nước Mỹ. Thì điều đó là coi như là em nghĩ là giọt nước tràn ly cho ông Biden. Mà cái khổ vậy nè anh, cái khổ là họ không hiểu như thế này nè. Họ mít lòng ông Biden, nhưng mà bản thân ông Biden phía sau lại có những cái tập người khác ủng hộ. Ví dụ như số phiếu mà đảng Dân Chủ lượm được, đa số là người châu Phi,
người gốc Phi, người gốc Mễ đồ đó, người gốc Mễ, người gốc da màu thì người ta bầu cho ông Biden. Vậy thì mày sỉ nhục ông Biden thì mày được cái gì? Cái vấn đề đặt ra đó, sỉ nhục ông Biden thì được cái gì? Là cuối cùng là cái nhóm dân tộc mà bầu cho ông Biden nó cũng ghét luôn. Nó đâm ra là nó bắt đầu nó ghét cái bọn cờ vàng luôn. Vậy thì kết cục cuối cùng sau cuộc khẩu bầu cử là gì? Là gốc người châu Á, đặc biệt là nhóm cờ vàng, bị cả người da trắng thượng đẳng mà ông Trump ổng tin yêu cũng thù, mà cái nhóm dân da đen hay là dân Mễ, dân da màu mà theo đảng Dân Chủ cũng thù địch luôn. Đó là họ cái hệ quả của cái sự ngu ngốc trong cái vấn đề ra quyết định chính trị của họ. Họ đi một vòng long vong, họ phá hết đường này, phá hết đầu khác, nhưng cuối cùng là tụ lại là họ phá hết. Họ vô tình họ phá hết tất cả. Và cuối cùng bây giờ á, là những cái đồng bào ta, những cái người mà Việt kiều yêu nước của chúng ta là lãnh nạn. Họ thì không nói rồi, cái người chống cộng thì mình không hối, nhưng mà cái tội nghiệp ở đây là những cái người cộng đồng Việt kiều yêu nước của chúng ta ở bên đó lãnh đạn cho họ. Đó, đi siêu thị, cầm cái xe đẩy siêu thị thôi mà nó đánh bà già đó, nó đánh mà muốn ôi thôi, mà muốn mà không, em mới dùng phải một cái từ ngữ là tối mặt tối mày luôn, không nhìn thấy đường đi luôn á. Nếu mà bà đó bà bị đánh là coi như không thấy mặt mũi nào luôn. Và bây giờ là còn viết thư đến từng nơi từng địa điểm mà kinh doanh ở hải ngoại để mà đe dọa các cái chủ doanh nghiệp Việt Nam. Ở Mỹ thì mình thấy là cái tình hình họ như thế nào rồi. Mà tại vì anh sao không biết không? Nhân cái câu chuyện này là Bùi Tùng. Anh xin lỗi nhân cái câu chuyện Bùi Tùng vừa nói nè, họ vừa Tùng đề cập nè. Tức là nhà cộng đồng người Việt đã nhận được những bức thư hăm dọa đúng không? Đúng không? Theo góc nhìn của Bùi Tùng á, là có phải là chỉ đơn thuần là chỉ có một hoặc hai bức thư, hay là đã có rất nhiều bức thư, thậm chí nó có thể là trải rộng cho cả cộng đồng, nhưng vì một lý do gì đó họ giấu nhẹm, họ không dám công bố ra. Chỉ có những bức thư nào đó là do một hai cá nhân họ bức xúc hoặc là ai phát hiện được thì họ mới đưa ra hay không, theo Bùi Tùng? Hình dung câu chuyện chưa? Em hiểu rồi. Theo em á, thì bây giờ tình trạng kỳ thị chủng tộc ở Mỹ á, thật sự là ở mức độ cao đó anh, ở mức độ cao và rất cao, chứ không phải là kia đâu. Có thể là đúng như, rồi. Có một số người đã bị gửi thư nhưng người ta ngại, người ta sợ rằng công bố bức thư đó lên á, thì sẽ bị những cái đối tượng, những cái tộc người khác người ta hành hung á, cho nên là họ không làm nữa thôi. Chứ thật ra là cái tính kỳ thị đó là xảy ra rồi. Và em có nhớ là bữa trước á, cách đây một tháng á, thì Đại sứ quán Trung Quốc á, nó có cảnh báo Đại sứ quán Mỹ như thế này nè. Nó nói với Mỹ á, là cái việc mà chính trị hóa con virus á, là giống như Mỹ đang mở cái hộp Pandora. Nó nói với Mỹ á, có nghĩa là Ngoại trưởng Trung Quốc nói là giống như là Mỹ đang mở cái hộp Pandora về cái chính trị của nước mình. Thì ý của Trung Quốc nói á, là nước Mỹ á, nếu như thực sự mà vũ khí hóa con virus á, thì sẽ làm cho đất nước tan vỡ. Ý người Trung Quốc họ nói như vậy á, có nghĩa là sẽ làm cho nước Mỹ xào xáo mà không có cách nào mà dập được. Thì y như rằng đến giờ phút này đây á, là người Mỹ đã cố tình gọi là mở Pandora ra. Rồi bây giờ là cuối cùng là bây giờ là tình hình nội địa của nước Mỹ á, các cái tộc người bây giờ thực sự là rất lộn xộn luôn. Mà nhất là cái người Việt của mình, gốc Á của mình ở bên đó là coi như bây giờ ở tình trạng SOS luôn. Theo em nghĩ là đi đâu làm gì, rời khỏi nhà là có khả năng nguy hiểm đến tính mạng luôn đó anh, chứ không phải là cái chuyện là chỉ là xây xác đâu. Chính xác. Và một cái nữa là Bùi Tùng, cho mọi người nhìn nhận với góc nhìn quanh thế, nhìn thế này nè, trên tinh thần họ cũng là cái gọi mình nói bản chất của những người chống cộng cực đoan cũng vậy. Có thể họ có gây một cái áp lực nào đó đối với cộng đồng là thằng A, thằng B, thằng C gì nha, nhà mày dù có những gặp những lá thư đó thì cũng phải giấu đi, im đi, đừng có bung ra, bởi vì tụi bay bung ra là chẳng khác là tụi bay bôi cho chát chấu vào mặt tụi tao, bùng tùng, hiểu không? Với góc nhìn của anh là cũng có một cái vấn đề đó, tức là mặc dù là mình không chứng minh được nhưng mà có cơ sở rõ ràng, đúng không? Bởi vì cái câu chuyện mà gửi thư cho những cái người Việt đó, gửi thư cho thầy ấy, thì đối với anh cũng tin rằng không thể nào là một hai lá thư, mà chắc chắn họ gửi theo một cái gọi là khủng bố và rải bom. Mình nói là sao? Mình xin lỗi dùng từ đó, tức là với tần suất gọi là nó dàn trải mà nó trải rộng, chứ không thể nào họ gửi cho một hai cá nhân cả. Bởi vì cái thông điệp của đó là họ muốn truyền tải tới cả một cái cộng đồng, chứ không phải cái thông điệp đó họ muốn truyền tải tới một hai cá nhân.
Bùi Tùng công nhận không? Tức là cái điều đó là họ muốn truyền tải tất cả cái cộng đồng người Việt là tụi bay nên về hát mẹ đi. Tụi bay đi về chỗ tụi bay xuất phát đi. Đừng có ở đây nữa. À, mà chẳng qua là những người kia, thí dụ họ có thể là bản thân họ giấu, hoặc có thể là họ bị những tổ chức cộng đồng đó gây áp lực. Nó bưng bít đi để nó đừng cái lỗ thông tin nó ra ngoài thôi. Chứ còn chắc chắn cái này là bảo đảm, anh nói thì cái Bùi Tùng với mọi người là rất là nhiều. Chứ không đơn thuần là một hai cá nhân đâu. Xin mời Bùi Tùng. Đúng rồi anh, em cũng nghĩ là cái số lượng rất là nhiều. Số lượng rất là nhiều, nhưng mà tại vì bây giờ á hả, bây giờ là cái tình huống bây giờ là họ, những cái sắc tộc khác là họ sẵn sàng dùng vũ lực á. Cho nên bây giờ nếu như mà cứ phát đơn nhiều như thế đó thì giống như là cái dạng mà chúng ta tố giác ngược lại họ, thì họ cái sự gọi là kỳ thị của họ khi càng lớn hơn. Ý đúng giống rồi. Như là cộng đồng người Việt mình đá đẻo họ, có nghĩa là mày tụi bay đòi giết tao đúng không, tao báo công an nè. Thì khi làm như vậy thì vô tình lại kích động bên kia hơn. Bên kia đúng nói rồi. À tụi bay ha, ngoan cố nha, tao kêu về rồi, tao đi tao kêu cút rồi ha, mà không chịu cút đúng không, là bắt đầu càng nóng hơn. Thì đó chính là cái hậu quả của một cái quốc gia có quá nhiều cái chủng tộc, quá nhiều chủng tộc, mà cái người lãnh đạo của cái quốc gia đó họ không có hề xây dựng một cái khối đại đoàn kết dân tộc. Đó là một trong những cái điểm yếu, em nghĩ là điểm yếu của nước Mỹ, mà rơi vào cái cảnh là bây giờ là đồng bào của mình ở bên đó, những cái người mà Việt của mình bên đó là phải chịu cái đất nước như vậy. Họ cứ nói rằng Mỹ giàu, họ cứ nói rằng là Mỹ sướng, Mỹ thế này thế kia, nhưng mà họ quên một điều rằng cái công tác dân vận, em cảm thấy nha, cái công tác dân vận, công tác mà làm việc mà vì hướng đến nhân dân á, nước Mỹ khá là kém. Đối với em quan điểm là cái đó họ làm rất kém luôn. Có nghĩa là cái sự mà gọi là dàn xếp, hay là cái sự mà gọi là ngăn bớt đi những cái mâu thuẫn sắc tộc á, ở Mỹ hình như em thấy là chính phủ họ lơ là, họ không có quan tâm nhiều lắm. Rồi thêm cái chuyện ông Trump lại châm ngòi lên, nói cái chuyện mà con virus China đó lại châm ngòi lên cái mâu thuẫn đó, thì em nghĩ là cái số phận của người Việt ở hải ngoại mình thật sự em nói bây giờ là rất rất căng, rất là khó khăn luôn. Còn ai mà nói là những cái sự kiện diễn ra ở đây là tai nạn, nhưng mà họ quên rằng một điều á, cái chữ tai nạn á, cái chữ bản thân cái chữ tai nạn đã có mang cái ý xấu rồi. Đúng rồi. Chữ tai nạn á, là trong bản thân cái chữ đó đã mang một cái tính tiêu cực, đã mang cái tính nguy hiểm rồi. Anh công nhận với em không? Tai nạn là đúng nguy rồi. Hiểm rồi. Mà nguy hiểm mà mấy ông còn đi rêu rao, mấy ông đó chỉ là tai nạn thôi, tôi sợ mấy ông rồi. À, mấy ông không chịu lo giải quyết là mấy ông cứ phủi, cái chuyện gì ông cũng phủi. Bây giờ hả, mấy ông chưa có gọi là sách động được người dân chống phá chính quyền, thì bây giờ trong cái nội bộ của ông ở bên nước Mỹ, cái chỗ mà mấy ông đang ở, thì bây giờ coi như là hả, mấy ông xào xáo lên rồi, mấy ông bây giờ không có thể nào mà yên ổn được nữa. Chính xác. Mà họ có một cái dở vậy nè anh. Bao nhiêu năm trời ở bên nước Mỹ, 40 mấy năm ở bên nước Mỹ, đáng ra người ta phải biết rằng người ta vận động, người ta phát triển kinh tế, người ta lo người ta làm ăn, người ta lo người ta hướng đến những cái mục tiêu phát triển kinh tế đầy nọ để đưa cái cộng đồng người Việt trở thành một trong những cái cộng đồng có tiếng nói ở Mỹ, thì họ không. Đúng rồi. Họ suốt ngày, họ suốt ngày cứ tuyên truyền, họ cứ đi biểu tình, rồi cứ hết chỉ thằng cha này là cộng sản, rồi quay sang chỉ bà kia là cộng sản hết, ngày này đến ngày nọ. Họ lãng phí thời gian cực kỳ luôn, anh hiểu em nói không? Lãng đúng phí rồi. Thời gian cực kỳ. Họ không họ không trở thành được một cái khối, đúng không? Đúng rồi, không thành cái khối được. Người ta lo, người ta làm ăn. Dạ. Thì ta gắn kết người ta vào, người ta làm ăn để người ta khẳng định cái bản thân, cái tộc người đó. Thì ở đây không làm. Ở đây suốt ngày biểu tình gây sự, rồi cứ kéo lê la hết sự kiện này đến cái chuyện kia. Mà rất nhiều cái sự kiện phải chính phủ Mỹ hay là cái cơ quan xã tại của Mỹ phải vào cuộc. Ví dụ như em thấy có một số sự kiện, ví dụ như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ anh. Cái vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ hát, rồi cũng kéo cả bầy cả lũ ra đi biểu tình, đi chống phá. Rồi tất nhiên là chính phủ Mỹ phải đưa lực lượng ra bảo vệ này nọ. Đó, rồi cái vụ mà cái ông gì mà mặc cái áo dài màu đỏ, Hùng Cửu Long, Tô Sài Gòn á. Đúng rồi. Long đúng không? Rồi cũng kéo bầy lên. Dạ, dạ. Rồi kéo bầy kéo đàn lên, rồi đòi đâm đòi chém người ta. Rồi cuối cùng police cũng phải ra. Và police á, em thấy á, police Mỹ á, ông nào ông lấy lắc đầu không anh? Lắc đầu luôn à. Bởi vì họ hiểu rằng đúng rồi. Họ hiểu đây là thói quen. Đây là thói quen của tộc người này. Đúng rồi. Thói quen rồi, có nghĩa là giống như họ ghiền biểu tình, không biểu tình là họ chết. Họ phải biểu tình.
cái kiểu như vậy. Đúng rồi. Rồi mà họ lắc đầu theo ý nghĩa là gì đó anh? Họ chán luôn á, thật sự là nó thì bó tay á. Chị An ở chỗ đó họ chán. Ờ. Dạ. Đó, họ đâu có nghĩ đến như vậy đâu. Mà những cái chuyện đó kéo đi kéo lại kéo tới kéo lui cả bao nhiêu chục năm rồi mà họ không có chịu sửa đổi. Hả? Còn cái chuyện mà em thấy là họ chỉ về về đất nước mình, họ cứ nói này nói kia đòi nhân quyền dân chủ đủ thứ bà la suốt bao nhiêu năm. Vậy mà bản thân họ bây giờ khi mà đi kỳ thị á, thì không thấy cái bóng người nào hết. Em đúng thấy rồi. Hình như là người Tàu nè, người Tàu, người Hàn, rồi một số người khác cũng là người châu Á mình á, thì họ họ tập hợp lại, họ đi biểu tình, họ họ dương cao cái khẩu ngữ. Còn cái tộc người Việt mình em không thấy là bao nhiêu người á, em không thấy có bao nhiêu người ra mà ủng hộ hết. Chính xác. Cái chuyện nhà mình, cái chuyện của đối với mình á, thì mình không lo mà mình cứ đi lo quét rác. Mà chính cái như vậy đó anh, cái chính cái việc mà họ làm như vậy, họ mới sợ, họ mới dễ, họ mới thất bại đó anh. Tại vì thế này nè, đúng bây rồi. Giờ á, họ muốn kích động người Việt trong nước đi biểu tình giành cái quyền này quyền kia thì họ phải làm. Cái quan trọng là họ phải làm, giống như họ làm gương á. Họ bên chính Mỹ xác. Họ phải đi biểu tình, họ đòi quyền của họ thì họ mới kích ở trong nước đi biểu tình chống chính quyền. Còn bản thân họ ở bên đúng ngoài, rồi. Họ không chịu làm điều đó mà họ bắt dân trong nước phải bắt chước họ. Anh thấy cái điều đó thực sự không lý. Quá vô lý luôn. Đúng rồi. Không biết chân lý nằm đâu đúng không? Mình á, coi cái live stream của họ là thật sự là dạ. Chán gọi là có những cái chiêu bài mà gọi là họ dụ dỗ người dân á, càng ngày là họ cứ lột ra hết rồi. Chính xác. Dạ thôi em chỉ có một cái điểm này nữa nè. Cho các anh chị khác lên nè. Anh tính trao đổi với Bùi Tùng thêm vấn đề nữa. Có một vấn đề nữa đây nè, anh đã đồng ý Bùi Tùng về vấn đề mà Bùi Tùng viện dẫn cái câu nói, cái phát ngôn của Tổng thống Trump á, là virus China, đúng không ạ? Thì nếu như những người giống như Bùi Tùng có nói từ đầu là những người nhìn nhận chính trị của họ nó yếu kém hay là vì lý do gì đó, cho nên nếu những người đó, những cơ quan truyền thông đó và những cái cá nhân tổ chức họ có nhìn nhận tốt, đúng ra họ phải phân tích cho cộng đồng người Việt thấy được rằng cái câu nói này nó như thế nào, đúng chưa ạ? Đúng không? Và họ phải nhận thức được cái cộng đồng là đang ở nằm ở cái tầng lớp nào ở cái xã hội Mỹ. Thì những cái kênh truyền thông đó đại khái như là thằng Trần Nhật Phong, thằng Trương Quốc Huy hoặc là những cái kênh khác, thay vì đưa ra một bài phân tích cho mọi người thấy ông Trump nói như thế, thực ra là trên góc độ ông bực bội, thì chúng ta cũng đừng có nhìn nhận điều đó, nó sẽ ảnh hưởng tới sâu đậm về điều này, về sau này là sẽ dẫn đến câu chuyện là họ sẽ kỳ thị, đúng không? Đúng ra họ phải có trách nhiệm phân tích, đằng này họ không phân tích, họ không có một cái động thái nào họ là đưa ra cho cộng đồng thấy được rằng, và họ chỉ hồ theo ok ủng hộ Trump, làm rally. À, tất cả chúng ta là nên gây quỹ để ủng hộ Trump, bảo vệ Trump bầu cử, thắng cái cuộc bầu cử này. Rồi chưa kể khi Trump có vấn đề là nhìn nhận là thua, thì họ lại kêu gọi quyên góp là cái gì, cái quỹ gọi là đi thuê luật sư để khởi kiện cho Trump, đúng không? Và rõ ràng khi Trump đã thua là trắng phơi tất cả luôn, xong hết rồi, thì bây giờ không còn chuyện gì để nói nữa, họ lại kêu gào là quyên góp tiền để xây dựng tượng đài chiến thắng. Thì anh hỏi Tùng nhìn vào đó, Tùng thấy có cảm thấy có gì đó mà Hùng Tùng cảm thấy gọi là mắc cười không? Rõ ràng chưa? Những cái thực tế anh đồng nói như Tùng nói là thay vì bảo vệ đấu tranh cho người cộng đồng ở bên đó đi, thì họ không làm. Và suốt ngày họ chỉ có một cái câu và một cái quan điểm cuối cùng là gây quỹ gì đó. Họ sẽ đẻ ra các thể loại quỹ và các thể loại gọi là hình ảnh gì đó, nhằm mục đích cuối cùng là gì? Quyên góp tiền. Rõ ràng không? Rõ ràng không? Họ chỉ quyên góp tiền là ủng hộ. Thay vì thì lúc đầu họ, nếu họ chín chắn Bùi Tùng nói đi. Theo quan điểm của em đó, xin mời Bùi Tùng. Họ cứ virus, họ đang virus hóa, tức là họ tìm kiếm con virus cộng sản, họ tìm virus Trung Quốc để họ diệt, họ tìm cái chỗ nào có virus cộng sản virus Trung Quốc. Nhưng bản thân cái chỗ họ đang ở á, thì có con virus gọi là virus kỳ thị thì họ không nhận ra. Trong suốt 40 mấy năm họ ở Mỹ, cái con virus đó nó đã ngấm ngầm trong cái cơ thể họ, nhưng mà họ không biết. Họ cứ xoáy cái chuyện là con virus Trung Quốc rồi virus cộng sản, nhưng chính họ đó, họ thứ nhất là họ không biết rằng họ có con virus kỳ thị, nhưng mà và họ vô tình là khiến cho cái con virus kỳ thị đó nó nảy sinh lên, nó nảy nở lên, họ không biết,
họ cứ lờ đi từ này này sang năm khác, họ cứ lờ đi, và cuối cùng đến bây giờ á, thì họ chính vì cái sự thiếu hiểu biết, cái sự bỏ lơ của họ đó, cái sự ngu xuẩn, cái bản ngu xuẩn của họ bây giờ là khiến cho họ là cái con virus kỳ thị á, trong suốt 46 năm trong người của họ, tự họ đào nó lên. Theo em nghĩ là tự họ đào nó lên, tự họ cấy cho nó mạnh lên, rồi cuối cùng là bây giờ là coi như họ không thể khống chế được. Họ rơi vào tình cảnh là họ không thể khống chế được. Họ suốt ngày họ cứ ra đã, họ cứ hướng chuyện này chuyện kia, nhưng bên trong cái cơ thể của họ đang, cái tộc người của họ có con virus, nhưng mà không có bao giờ họ nhận ra điều đó hết. Họ lao đi, họ kiếm về cái quyền lực chính trị mà em hỏi anh. 46 năm rồi không gác bỏ được hay sao? Còn hơn thua cái chuyện gì ở đây nữa, chỉ là cái câu chuyện chính thể cả bao nhiêu năm trời rồi mà họ vẫn tiếp tục hơn thua tới cùng. Em không hiểu nổi luôn. Cái đó không đáng. Người Việt chúng ta không đáng, tất cả những cái người Việt Nam ở nội địa chúng ta thật sự luôn nha. Em nói thật, trong tâm tưởng cũng không có muốn là phải chửi bới họ. Thật sự là cũng không phải muốn chửi bới họ đâu. Nhưng mà vì suốt bao nhiêu năm đó họ vẫn tiếp tục có cái tư duy đó là để cái chính trị đặt lên trên đầu họ. Theo em nghĩ là họ thỉnh chính trị á, họ ở nhà họ không thờ ai hết á, họ không thờ vị này, không thờ vị kia, họ chỉ thờ cái vị thần chính trị thôi. Họ thờ ông đó suốt bao nhiêu năm, mà cuối cùng bây giờ họ thờ, họ không gặt hái được cái gì, họ không có lấy được một cái thứ gì từ chính trị hết, mà cuối cùng là con virus kỳ thị trong tộc người bây giờ nó lan rộng ra, nó cấy sinh, nó lan rộng khắp cái cơ thể họ. Rồi bây giờ hả, họ cứ gào thét lên, mà họ càng gào thì càng chết, càng làm mọi thứ thì càng chết. Đó, em mà theo em nghĩ thôi nha anh, em theo em nghĩ thôi á, là em không có dám nói họ nặng, nhưng mà em nói thiệt nha, cái gì cũng vậy anh, phản bội quốc gia, phản bội quan dân tộc á, thì nó phải có một cái giá của nó. Anh thấy không, tất cả những cái cá nhân, những cái người từ suốt 1000 năm lịch sử ấy, mà phản bội dân tộc, đưa giặc vào nhà, có người nào mà sống mà gọi là chết mà yên ổn không? Em nói thiệt là không. Đúng rồi. Hầu như không có người nào mà yên ổn hết, kể cả là ông Nguyễn Ánh ấy, là ông vua đầu triều Nguyễn ấy, mà tụi Ba Que tụi nó cứ ngưỡng mộ, tụi nó nói là ô Nguyễn Ánh xây được kinh thành Huế kìa các bạn ơi. Rồi có ai có đọc lịch sử thì có biết đến cái đời thứ tư của ổng là con ổng vô sinh không? Có ai đọc lịch sử có hiểu được cái chuyện đó không? Một gia tộc bao nhiêu năm trời thăng trầm, trải qua bao nhiêu năm đấu đá mà dùng kể cả ngoại bang vào xâm lược Việt Nam, mà cuối cùng đến đời thứ tư là vô sinh, thì các bạn nghĩ coi cái đó là cái hậu gì? Cái đó là cái hậu gì? Rồi hả, hai đời vua thì bị tống sang Algeria, bị tống sang cái đảo gì á, Madagascar đó, sống gọi là hả gần chết ở ngoài vậy. Thì các bạn thấy đi, có phải là đời cha ăn mặn, đời con khát nước không? Thì đúng theo rồi. Em nghĩ là như vậy, phản bội cái gì á, nó cũng phải có cái giá của nó. Mà trong các loại phản bội thì phản bội dân tộc là cái loại phản bội mà cái nghiệp á, theo em nghĩ cái nghiệp là nó nặng nhất. Cái nghiệp mà phản bội dân tộc là nó nặng nhất, và khi mà bị cái nghiệp này thì không có tránh được, không có cách nào mà gỡ được nữa. Anh đồng ý. Dạ thôi, em nhận một là... cái nữa. Dạ. Dạ. Nghe nữa không? Muốn nghe nữa không? Muốn trao đổi tiếp không? Tại vì cũng chưa có ai yêu cầu lên đâu. Một cái câu chuyện nữa anh xin nói Bùi Tùng với mọi người nhìn thế này nè. Cũng quay chúng ta quay lại về vấn đề mà ông Trump tuyên bố virus China gì đó. Chính luật điệu của những người ở bên đó, cờ vàng bên đó, họ luôn mang cái chiêu bài gọi là bài trung. Đúng không? Và họ không nhìn nhận được một vấn đề thế này. Tức là đối với anh cho rằng có những cái vấn đề là những cái kênh truyền thông á, họ không nhìn nhận được thực chất chủ những cái kênh đó, những người có điều hành, gọi là những có động thái can thiệp và định hướng cho những cái kênh đó, họ không nhìn nhận được có phải chủ là người Trung Quốc hay không. Bởi vì sao? Mọi người nhớ rõ những cái câu chuyện, có những chúng ta theo dõi, chúng ta thấy rõ ràng cái câu chuyện kết quả của ông Trump từ bầu cử, từ như thế nào đã rõ rồi, đúng không ạ? Và những kênh đó họ luôn đưa những bài, những cái tiêu chí bơm vào là gì? Bơm vào ý thức hệ của những cái người ở bên hải ngoại á, là cứ bài chung. Bùi Tùng có công nhận không? Đó, thì họ không nhìn ra, thay vì họ nhìn ra điểm này thì họ phải là có những cái bài đó, những cái bài đấu tranh hoặc những bài phản biện. Ok, mọi người nên tỉnh táo nha, những cái kênh này á, là nó nguy hiểm lắm, chúng ta không nên nghe theo. Chúng ta trước khi muốn nghe theo thì chúng ta phải nên tìm hiểu xem
cái kênh đó là thực sự chủ kênh là ai và họ muốn dùng cái câu chuyện đó vào cái mục đích gì, đúng không? Thì họ không phân tích, họ chỉ đơn thuần là lại hướng những cộng đồng Việt là cuốn theo những cái kênh đó. Ông Trump là ngày 4 tháng 3 sẽ trở lại với cái luật gì đó, với cái điều điều hiến pháp gì đó 2,9 3,5 gì đó, rồi tới ngày 4 tháng 3 cũng không xong thì lại ok, lại mong manh là viện dẫn vào một cái hiến pháp nào đó, tu chính án số 3, số 7, số 8, số 9 gì đó, là ông Trump sẽ trở lại. Và họ cứ cứ dẫn dắt dư luận là cứ đi theo đi theo đi theo đi theo như vậy. Bùi Tùng công nhận không? Trong khi chính bản thân họ họ sống ở nước Mỹ như thế nào, họ phải hiểu được cái câu chuyện. Nước Mỹ là một nước người ta có chủ quyền, người ta có hiến pháp. Không ai có thể vi phạm vi hiến vào cái hiến pháp của nước Mỹ được cả. Đúng không? Trump đã bầu cử đã thua rồi. Là thua. Đừng có viện dẫn câu chuyện này câu chuyện kia, à một ngày nào đó là Trump sẽ trở lại để mị dân, để lừa những người ở trong nước, thì họ không chịu phân tích mà họ lại chụp vào cái điều đó, họ lại cuốn dân tiếp. Bùi Tùng công nhận không? Theo theo cái quan điểm của em á thì như thế này Ừ. nè anh Quang, Ừ. cái những cái kinh mà nó đi truyền bá cái chuyện mà bài Trung rồi cái những cái tin mà tụi nó nói là ông Trump là số 1 á, thì theo em nghĩ là trước khi mà có vấn đề ông Trump á thì tụi đó nó đã có một cái uy tín sẵn rồi, tức là tụi Đúng nó rồi. cài độ trước rồi, tức là tụi nó có một cái thời gian tụi nó chống cộng rồi, tụi nó Ừ. kích cái chuyện chống cộng trước khi, giống như anh thấy là thằng thằng Trương Quốc Huy á, trước khi mà nó nói về ông Trump là nó đã có thời gian dài livestream chống cộng rồi, thì có Đúng nó đã có thời gian để cày cái lượng fan, kéo một cái lượng fan rồi kéo một cái lượng chí sĩ, gọi là chí sĩ chống cộng rồi. Thì khi mà rồi. anh cũng biết rồi, khi mà bị dẫn dắt ngay từ ban đầu rồi thì càng ngày về sau là nó lún luôn, lún luôn, lún Đúng luôn, lún rồi. luôn, nó không sẽ bứt ra được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, tại sao mà tụi nó lại thích thích nghe những cái chuyện về ông Trump, là bởi vì trong bản thân ông Trump á, cái lúc mà ổng làm tổng thống là ổng là một chuyên gia về truyền thông. Ổng chuyên gia truyền thông, tức là ổng khi mà ổng phát ngôn nó chả biết đúng hay sai cái gì, mà ổng nói những cái câu rất nghe giống như là mang chất kịch điện ảnh lắm. Ví dụ như em nói đơn giản cái câu kịch điện ảnh của ổng là ổng nói là bây giờ tôi có một cái cách hữu hiệu để chống virus là lấy cái nước chất thảy gì đó uống vô trong người đó là nó sẽ diệt À, virus đó anh. à. Thì chính những cái câu nói mà mang cái tính kịch, mang cái tính truyền thông, mang cái tính điện ảnh đó, nó mới hấp dẫn người xem. Em nói với anh nè, bây giờ ví dụ như một ông thầy, ông lên trên lớp ông giảng mà ông nói bình thường, ông nói cái chuyện mà giống như là một A nè, một B nha, một B, một C, thì học sinh nó không chịu nghe, học sinh nó không chịu nghe. Nhưng ông thầy nào nói chuyện giảng học sinh nó xàm xàm tí, nói một cách dẫn chứng hay là nói một cách xàm xàm tí thì học sinh nó lại nghe, mặc dù là Đúng có khi rồi. ông thầy đó giảng không đúng, mặc dù có khi là ông thầy đó giảng không đúng nhưng tụi nó cứ nghe. Thì cái quan trọng ở chỗ là người hải ngoại bị những cái thành phần đó, nói chung là kể cả ông Trump là cũng bị hút vô, là bởi vì ông Trump ổng làm truyền thông quá hay. Em là người Đúng Việt rồi. Nam, em không phải là bưng bô cho ổng, nhưng mà em phải thừa nhận là ổng truyền thông quá hay, Xuất mặc thân dù của ông là những trùm truyền cái thông mà mà. Vừa Tùng nhớ không? dạ Xuất thân của ông cho là nên trùm truyền thông. Đúng dạ không? anh cho nên là Ừ. mặc dù là những cái gì mà ổng nói là em thấy nó sai bắt nhè ra, mà mấy bố cứ tin ừ đúng rồi vỗ tay hoan hô vậy đó mà cũng tin theo. Cho nên là cái tụi truyền thông kia là nó biết hẳn, có thể là em nghĩ là nó biết hẳn ông Trump là trùm về truyền thông, nên tụi nó đu theo, tụi nó truyền thông theo cái kiểu mà truyền thông gấp đôi lên, cho nên tụi nó mới kéo được một cái lượng fan, kéo được một cái lượng rất là lớn người hâm mộ vô. Rồi người dân thì sẵn sẵn tiện là cái chuyện mà Trung Quốc với Mỹ đang đấu tranh kịch liệt đó anh, về Ừ. về phương chiến thì người dân đã sẵn có trong mình là cái tiêu cực về Trung Quốc rồi, cho nên là cuối cùng là hai bên cái chuyện mà bài Trung á nó trở thành cái bị thu hút rất là nhiều, tại vì Ừ. trong tâm lý của người Mỹ nó đã ghét người Trung Quốc rồi, bây giờ thêm cái Đúng chuyện rồi. Trump nói nữa thì ai thì tất nhiên là mọi người cũng nghe được nữa, cũng tin theo à. Chính xác. Anh rất đồng ý với Bùi Tùng và cái quan điểm này. Thì rất là nhiều vấn đề Bùi Tùng ạ. Mọi người cũng nhìn đi, những cái kênh mà nó định hướng cho dư luận đi theo cuồng Trump là gì? Tin đáng đọc, NTD, rồi Khai Nguyên, Khải Nguyên, rồi kể cả những kênh gọi là do người Việt quản lý, thí dụ như là nước Mỹ trở lại, những người yêu thích Donald Trump. Mọi người công nhận không? Tức là ở đó họ không tìm hiểu được, họ không chịu tìm hiểu là chủ kênh là ai và họ xây dựng cái kênh đó đi theo cái mục đích gì, thì họ không chịu tìm hiểu. Họ cứ nghe như vậy là nói chung là họ thấy cảm thấy là đúng ý của họ.
đúng với cái tư duy của họ là yêu yêu mến Trump, ủng hộ Trump, và bất cứ cái câu chuyện gì ở trên những cái kênh đó dẫn họ đi họ đều theo hết, họ đều ủng hộ một cách gọi là cuồng tín và một rất là mù quáng. Tới bây giờ thì Bùi Tùng thấy rõ ràng, cho nên tại sao mà vấn đề là gì? Cái kỳ thị nó càng ngày nó càng lớn là vậy. Xin mời Bùi Tùng. Có một cái điểm nữa mà em thấy em nên chê trách nước Mỹ á anh, đó là truyền thông của họ không do nhà nước quản lý. Cái này là cái rất Đúng. tệ luôn. Truyền thông Chính của xác. họ không do nhà nước quản lý mà truyền thông tư nhân, thích nói gì thì nói, muốn đơm đặt địa chuyện gì thoải mái. Họ không quản Cái này lý. hay nè. Họ không quản Cái này lý. hay nè. Cái này bữa nào anh sẽ làm một cái live về cái đề tài này. Cái này hay nè. Xin mời Bùi Tùng chia sẻ tiếp đi. Đó thì em thấy là họ cũng vậy đó, nhưng mà em cũng nói một cái khía cạnh khác á, là tại sao là cái vấn đề mà bài Trung á, bài Trung ông Trump lại tận dụng cái vấn đề bài Trung, là bởi vì em theo em nghĩ thôi, ông Trung ông nắm được á, là người Mỹ á, thật sự là trong cốt lõi của người Mỹ á, họ có tính kỳ thị, tức là ông Trump ông hiểu rất rõ là người Mỹ có sự kỳ thị của một số tộc người, cho nên ông khai thác cái tâm lý đó, cái tâm thế kỳ thị đó ông đào lên, ông đào lên rồi mấy anh cờ vàng lại tin theo ổng. Nhưng mà cuối cùng cái sự kỳ thị đó nó đi một vòng giống như thanh gươm á, nó chém chém sao cuối cùng quay sang lạc đạn chém ngay người cờ vàng, khổ vậy đó, quay kiếm định chém Tàu, nhưng mà cuối cùng quay sang nói gì thì nói, thì mấy cái người Việt của mình cũng quá dở đi. Những cái chuyện mà gọi là dính dáng đến cái tộc người này hay là kỳ thị chuyện kia á, tốt nhất em nói thiệt nha, em khuyên thật lòng luôn á, là người Việt của mình ở hải ngoại tốt nhất đừng có bàn, tốt nhất mình đừng có bàn. Bởi vì bản thân cái nước Mỹ này á, là không có cái sự đoàn kết, không có cái sự gọi là dân tộc mà nó đồng nhất đâu, cho nên tốt nhất đừng có khơi lên. Tại vì á, cái vấn đề dân tộc là giống như là cái vết thương lâu năm của nước Mỹ, cái vết thương nó Chính xác. cũ, nó mới có lên màng thôi, mà đừng có tối ngày cứ lấy cái kim chọc vô làm cái gì, em khổ vậy đó, cứ lấy cái kim chọc vô đó làm cái gì, cứ để nó yên đi, cứ moi nó lên, cứ xỉa, cứ đâm hoài. Thì cuối cùng bây giờ là đâm đâm một hồi đâm sao mà cuối cùng thì bản thân họ đổ máu chứ có khác gì đâu. Phải chi mà họ hiểu được cái vấn đề là những cái vấn đề của nước Mỹ, cái vấn đề chủng tộc của nước Mỹ là cái vấn đề đừng nên bàn, hạn chế bàn, đừng có kích động, thì tới bây giờ làm gì có chuyện mà họ bị rơi vào cái cảnh ngộ này. Anh Quang nghĩ em nói vậy được không? Đó, em nghĩ vậy. Đúng, Có đâu nghĩa ấy, là nếu đâu ngay ấy. từ đầu mà họ ý thức được cái chuyện đó họ đừng có làm, cái chuyện đó họ đừng có bới lên, thì bây giờ họ đâu có lâm vào cái tình cảnh khốn khốn khổ vậy đâu. Cứ nhớ vậy nè, nói thật với một câu chân tình luôn, mọi người có thể cho là vấn đề là mình thế này thế nọ, nhưng mà thật sự đối với cộng đồng người Việt ở bãi đó, họ chỉ cần nhìn nhận cái điều này thôi. Giống như Kevin hoặc là nhiều những người khác từng nói, chúng ta chỉ là những người ăn nhờ ở đậu. Đúng không? Chỉ cần chúng ta không, cái này là thực tế luôn và rõ ràng nó là như vậy, nó không sai một cái nào, và chúng ta chấp nhận cái chuyện đó thì sẽ không có sinh chuyện. Bởi vì nếu mình ôm cái tư duy đó, mình hiểu được cái chuyện đó, à, chúng ta bây giờ nếu mà muốn thoát khỏi cái cảnh ăn nhờ ở đậu thì chúng ta thể hiện cái đã, chúng ta đoàn kết lại thành một khối giống như Bùi Tùng nãy tới đầu, và chúng ta là xây dựng với nhau để làm gì đó, một cái cộng đồng người Việt nó vững chắc, thì lúc đó chúng ta mới thoát được cái cảnh gọi là ăn nhờ ở đậu, rồi từ từ chúng ta mới cất tiếng nói được. Còn bây giờ mọi người không chịu nhìn nhận là thực chất là mọi người chỉ là những người ăn nhờ ở đậu thôi, cứ tự cho mình là đứng ngang hàng với da trắng, đứng ngang hàng với thượng đẳng, đúng không? Thì mọi người cứ hình dung đi, một cái ông một luật sư Nguyễn Thành Tín tào lao bí đao gì đó đòi ủng hộ cái chuyện ủng hộ Trump, không mẹ mang cái áo lên mẹ nguyên cái chữ đụ Trump đi ra giữa phố, thì họ mấy ông bản xứ nó nhìn nó ghen nó cay không, nó đập không, rõ ràng đó là tức là sao, tức là họ tự đặt họ vào cái vị trí là giống như họ là bằng những gọi là tộc dân da trắng, họ tầm bậy, đúng không? Cái đó rõ ràng rồi, kể cả là mấy cái thằng Lâm Văn Hà với mấy kia Bùi Tùng cũng nói và mọi người cũng thừa biết thôi, mẹ ủng hộ cái chuyện đằng nào dù sao người ta cũng là một vị tổng thống của một đất nước, một vị nguyên thủ quốc gia gọi là một cái cường quốc trên thế giới được công nhận, ông ủng hộ cái chuyện của ông, chưa gì ông lôi đầu người ta, ông làm hình nộm, ông lôi đầu, ông thắt cổ, ông đá giấy, ông bẻ đầu, kể cả cái bà chủ tịch quốc hội Pelosi, ông làm cái trò đó, ông nhìn đi, chấp nhận được không? Bùi Tùng công nhận không? Đó, mình đừng có nói gì hết cả, kể cả ngay trong cộng đồng họ thôi là đã những người gọi là đứng về phía Biden là họ đã nhìn thấy ghét rồi, họ cảm thấy là họ khó chịu, họ bức xúc rồi, chứ đừng có nói mà cái dân bản xứ mà đường đường như thế nào đó, người ta cũng là tổng thống, người ta cũng là một chủ tịch quốc hội, còn cái thân phận của mình là cái gì?
các anh cứ động sơ hệ các anh lộn giờ lợi dụng vào cái câu chuyện tự do ngôn luận, đất nước tự do thế này thế nọ, rồi các anh đi quá xa cái thẩm quyền của các anh làm chuyện tầm bậy, và bây giờ hệ quả cuối cùng là gì đó, Bùi Tùng nói đó, bản thân các anh làm, nhưng những người dân chân chính á, những người Việt kiều hải ngoại chân chính, họ chỉ biết lo làm kiếm tiền thôi, họ gánh nhá, họ phải chịu những cái cảnh đó cho các anh đó. Các anh thì các anh mà làm xong anh trốn rút mẹ trong cái hầm bàn, cái hầm cầu gì, còn những người kia người ta ra đường người ta làm kiếm ăn người ta phải chịu đó. Trong khi các anh bên Mỹ ngược lại thì các anh bên Mỹ mà các anh cứ kêu gào đấu tranh cho Myanmar, kêu gào Việt Nam, người dân Việt Nam là phải đi đấu tranh Myanmar, các anh có làm con mẹ gì đâu. Tôi mới làm chính trị kiểu như các anh ngồi cà bàn phím không thành công thì tôi nói thế giới này thôi nó chẳng là thế giới nữa. Tùng không nhận không, ngồi chỗ cà bàn phím kích động mấy ông tào lao rất là vớ vẩn. Xin mời Tùng. Em thấy là họ bị chính phủ Mỹ mị dân nặng đó anh, tức là chính phủ Mỹ nói là ở cái đất nước này á là cứ thoải mái thể hiện quan điểm, đúng, thích gì thì cứ nói, ghét gì thì cứ nói, nhưng mà đâu có đâu, đất nước nào nó cũng vậy hết á, đất nước nào nó cũng có luật lệ riêng và cũng có một cái nhóm người gọi là nó phải đứng ở trên trên so với những nhóm người khác. Ở đâu em nói thật ra nước nào cũng vậy á, tại sao mà người ta lại có cái khái niệm là dân tộc mà số đông với dân tộc thiểu số, đúng rồi, là một phần như vậy, ở đâu cũng vậy hết á, tức là cái dân tộc nào mà có số lượng người dân đông trong cái đất nước đó thì họ có cái quyền lực về chính trị lớn hơn so với những tộc dân nhỏ. Mà trong khi cái tộc dân của anh có không phách mấy phần trăm tổng dân số nước Mỹ mà anh lại bày tỏ cái thái độ quan điểm giống như anh là ông cố nội người ta, bởi vì anh mới chết là như vậy. Thì đó. Họ nhiễm phải cái tinh thần của nước Mỹ mà những cái chính sách của nước Mỹ toàn Mỹ dân không, mà họ cứ nghe theo, bây giờ họ lãnh cái hậu quả quá nản luôn. Bởi vì là họ hiểu biết hơn, họ nhìn nhận hơn về cái xã hội Mỹ, họ căng cái mắt ra họ xem coi nước Mỹ vận hành như thế nào, đời sống xã hội ra sao thì họ chắc chắn là họ sẽ không cuồng điên mà họ không có làm những cái chuyện như vậy được. Chính xác. Đấy là mấy buổi tụng cái chuyện này, mình phải rõ ràng, mình phải nhìn nhận được mình là ai và mình đang đứng ở cái hàng gọi là cái tầng lớp nào ở trên cái mặt bằng xã hội, vậy thôi, đúng chưa? Mấy ông cứ ngồi cái tự cho mấy ông là to mồm không chết cha rồi. Dạ thôi em xin dạ, chào chú Cầm. Như có chú Cầm lên rồi phải không anh? Ok, cảm ơn Bùi Tùng. Cảm ơn Bùi Tùng rất là nhiều nha. Bữa nào anh sẽ làm chủ đề nay Tùng mới gửi á, anh nghe rất là hay. Bữa nào anh sẽ làm cái vấn đề đó. Chúng ta sẽ đi bàn sau à. Ok, cảm ơn Bùi Tùng rất là nhiều. Em xin cảm ơn anh, tất cả các anh chị trên diễn đàn ạ. À. Em xin cảm ơn. Ok, cảm ơn Bùi Tùng.